Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với chương trình ăn hàng chua đêm khuya để hành hạ gọi là nước bọt với cả là ánh nhìn của những người khác. Đây, các bạn gọi là giết người không dao. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chiến một loại thực phẩm mới của Sài Gòn. Thì không biết là và các tỉnh miền Tây thì không biết là miền Bắc có cái trái này không. Nhưng mà ở miền Nam không biết, nhưng mà lần đầu tiên mình ăn cái trái này, trái này mang tên là trái cóc, nhưng mà là cóc Thái, cóc Thái Lan á, thì không biết ăn nó như thế nào. Tuy nhiên là lúc mà mình đi ra mình hỏi cô chủ vựa trái cây ấy, thì cô ấy bảo là ăn cái quả này ấy, thì lúc mà không gọt vỏ ấy, thì ăn nó sẽ rất là chua, còn khi gọt vỏ rồi thì ăn nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Thì thôi, mình quyết định là mình ăn cả vỏ luôn, ăn cho nó rất là chua để xem cái cảm giác của nó như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn cái món này cộng với cả muối Tây Ninh. Đây là muối Tây Ninh nè, 10.000 một hũ. Đó, đây là muối Tây Ninh 10.000 một hũ. Đây là cái bát đựng muối. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho tất cả ra để ăn và mọi người cùng thưởng thức cho mình nha. Nếu mọi người cảm thấy nó chua thì cũng đừng có trách mình, bởi vì căn bản là mình cũng thèm chua, dạo này có bầu rồi, thèm chua rồi. Đây là muối Tây Ninh nè. Có mọi người nhìn có rõ không ta? Nó không có lấy nét muối Tây Ninh. Rồi mình sẽ đổ ra đây, hết ra đây. 10.000 một hộp như này chắc không rẻ nhỉ. Hộp muối ăn mãi không hết đấy, các bạn cứ nghĩ là ăn nhanh hết nhưng mà thực sự là ăn mãi không hết luôn đấy. Ok. Thì cái quả cóc này thì hình dạng nó như thế nào? Nhìn nó rất là bé, căn bản nó như quả cóc bình thường thôi, nhìn như quả cau á. Nhưng mà đây là quả cóc. Wow. Cái camera nó chỗ nào vậy trời? Mình không biết cái camera chỗ nào. Đây là quả cóc. Chưa. Hôm nay các bạn thấy cái quần của mình hay không? Quần bạn gái mua tặng á, nhìn như cái váy á. Đây, mình sẽ ủa cắn cái tí vỏ nó chua vãi. Mình chỉ cắn tí vỏ đầu đó đấy, mà nó chua vãi cả nồi ra nè. Bạn nhìn này. Đây là quả cóc. Cóc Thái. Cóc Thái nhá. Mọi người để ý nhá, cóc Thái nếu mà muốn ăn mà nó không chua đấy thì mọi người nên gọt vỏ đi. Còn nếu như muốn ăn chua đấy thì mọi người đừng nên gọt vỏ. Để chấm cho các bạn xem nhá. Cóc Thái chấm muối Tây Ninh đấy. Cóc này không ai chấm mắm đường hay mắm me gì đâu. À, và đặc biệt là cái cóc này nó không có ruột nữa. Nói tí là chảy hết cả nước miếng mà. Đặc biệt cái cóc nó không có ruột. À không có hạt ở trong ấy, ăn nó rất là tiện. Mình ăn thử nhá. Bạn nó ăn cóc Thái chưa? Cái cóc này mà cóc này như là cái còn nhìn cái vỏ nó rất là dày nè. Cái vỏ nó rất là dày luôn, thấy không? Đây là cái mảnh vỏ nó rất là dày cho nên ăn nó khá là chua. Chấm này. Đấy, chấm đen cả màn hình luôn. Đừng có nhìn mặt nữa, cái mặt thì xấu xí mà cứ nhìn gì. Đấy. Ăn nhá, ăn để xem nó thế nào đấy các bạn. Chua quá. À, nó chua theo một cái phong cách khác, một hương vị khác. Nó không gọi là chua quá đậm đà như là me, hay nó không chua nhanh chóng như là xoài. Bây giờ cái này nó chua một cách gọi là thấm đậm tình quê. Quê chua từ từ ấy. Và các bạn có thể thấy là quả đầu của mình mới này hả? Hay không? Đó. Đây là quả đầu mới của Vũ Lít.
quả đầu bưởi trong huyền thoại. Ghê vậy. Ăn ngon quá à? Mình có nhiều quá. Suy nghĩ lại mà không nhai nữa. Ấy, cái này nó rất là chua, rất là chua, nó chua theo một cái phong cách khác so với cái xoài bây giờ kia. Chấm là phải chấm bét nhà như thế này nó mới ngon các bạn. Nhà không có hạt thì thế mà nhai được cả quả luôn. Để tí mình ăn hết miếng này, mình ăn cả quả mới nào nha. Nó không có hạt các bạn ạ, ăn nó chua chua ngon ngon, ăn nó cứ như là phải nhai phải phải chanh ấy, ghê vãi cả nồi á, không biết nói thế nào luôn. Chấm mà chấm nhiều nhiều lên ăn nó vượt chua chua mặn mặn, nó cay cay, vị cay cay đến từ muối Tây Ninh, hiểu không? Xong rồi quả nó chua chua, xong nó hòa quyện vào với nhau tạo thành một cái gọi là hương vị cực kỳ đặc trưng của tóc Thái xanh chấm với cả là muối Tây Ninh, kết hợp sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt mặn chua và cay, ăn khi mà nó cuốn vào trong lưỡi đó, nó tạo ra một cái cảm giác như là mình vừa được bay lên thiên đường cùng với lại chị Hằng, cùng với chú Cuội đang nô đùa trên cung trăng, và được dãy với hàng Nga và bơi xuống cùng với cá mập. Ăn nó thật là tuyệt vời. Chua quá, cay quá, tuyệt vời, được được. Đây mình có một quả to là mình sẽ ăn nguyên nguyên quả to xem thế nào nhé. Quả này ấy, người ta nói là có hạt, mấy quả nhỏ nhỏ thì nó sẽ có hạt. Đây quả như này này, quả này sẽ không có một tí hạt nào luôn, nên mấy quả to to nó bắt đầu nó có hạt. Mình sẽ ăn một cái quả to này xem thế nào nhé, thấy chưa, nguyên một quả như này luôn. Mình sẽ ăn một quả như này, đút cả quả vào mồm này, mình sẽ chấm. Chua lắm anh em ơi, cái vị nó khác cái vị chanh. Có bạn nào đã ăn cóc rồi bạn sẽ thấy cái vị quả cóc nó rất là khác với vị quả chanh nhá, và vị quả cóc ấy, nó khác với vị quả xoài, và vị quả cóc nó khác với quả me nó khác với quả cóc, quả me nó khác với quả xoài, quả me nó khác với quả chanh nó khác với quả cóc, quả chanh nó khác với quả me, quả chanh nó khác với quả xoài nó khác quả chanh, quả xoài nó khác quả cóc, quả nó khác quả me. Cay quá à, chua quá à. Chua lắm á, không biết các bạn có thấy chua không, nhưng mình thấy chua lắm á, ăn bây giờ chua ghê luôn á, không biết các bạn có cảm nhận được không á, nhưng mà chua quá. Chiến nha các bạn, vô mừng năm mới, chúc mừng. Rượu mình không muốn ăn đâu, nó chua vãi à, nhưng mà chắc chắn là nhiều bạn sẽ chảy nước miếng nãy giờ, mình cũng chảy rồi, mình phải ăn thôi. Chua quá, ok.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Bây giờ thì chua quá rồi, mình nghĩ là mình nên nghỉ thôi. Một hít vào mà cái răng nó ghê cả lên luôn, ghê quá. Bye bye nha mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và đừng có thèm nha. La 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 la.